một cái vị thuốc. Đây là các bạn có biết cái gì của gì không? Đây. Đây là của cây rễ, rễ cao leo. Thì các bạn xem nha, đây là rễ cao leo nhá. Đây là tôi vừa mới hái ở cây rồi. Cây ra đây, mới hái ở, lấy ở cây ra đây. Thế tôi rửa sạch đi. Xong rồi tôi em tôi sái, đây là tôi đã thái ra mâm. Thì cách thức làm của cái này là các bạn lưu ý là này, đây là của rễ cao leo, có tác dụng là để bồi bổ sức khỏe, ngâm rượu cho các đấng mày râu, nếu mà yếu sinh lý thì các bạn ngâm rượu sao vàng. Thì cách thức là thế này, các bạn lấy ở cây rễ cây về đây, đây cây này rất còn non, đấy non nguyên nhé, rất là còn ngon đây, đây sái rồi đây. Xong các bạn rửa sạch, sạch sạch sẽ, các bạn lấy dao và thái mỏng ra đây, thì sái mỏng ra đây, tôi đã sái đây, tôi đã sái nhé, tôi sái xong rồi đây tôi cho phơi khô, rồi là các bạn đem sao vàng úp xuống đất, xong rồi các bạn cho vào ngâm rượu, đổ rượu vào một cái bình, các bạn ngâm, ngâm khi nào mà thấy là nó ra chất vàng đỏ thì là các bạn đem vào các bạn uống, mỗi một lần uống khoảng một cốc. Đấy, các bạn xem đây là rễ cao leo, rễ cao mà tôi mới đào này, tôi đang thì tôi đang sái nhá, sái cho các bạn xem nhá. Tôi sái này. Rồi, tôi sái nha. Đây là cái rễ cao rồi tôi biết sái này. Sái nha, phương sách cả này đấy, này mỏng nha. Đấy, không có rồi. Đấy, sái nha. Sái rồi rất là mỏng, các bạn xem sái nhá, sái mỏng, sắp sái mỏng, càng tốt. Xong bắt đầu các bạn đi đem phơi khô, uống rất có tác dụng cho những ông già 70 tuổi, U70 uống càng tốt, những thanh niên là yếu sinh lý nhé, một phương thuốc cả chữa bệnh rất hiệu quả. Mà cây cau là phải các bạn phải chọn vào mùa này. Mùa này nếu mà là cau ra rất là non đấy, non chanh. Mà thấy non không? Cái sái non không? Các bạn thấy tôi sái đẹp không? Tôi sái nha. Tôi sái. Tôi sái rất là đẹp. Sái xong rồi đầu là cho vào mâm phơi. Nó khô ta sái thì bắt đầu là khô đi thì bắt đầu là ta cho vào chảo ta ăn sao vàng. Sao xong vàng xong rồi bắt đầu ta úp xuống đất. Đây là cách người ta các cụ nói là lấy âm dương ấy, có âm có dương ấy thì nó mới có tốt. Uống là sức khỏe, uống là rượu. Bàn này thì các bạn đây. Tôi đã sái xong, tôi rắc vào mâm nha. Đấy, tôi để thôi. Các bạn xem quy trình của nó đơn giản, đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Một mâm rễ cau tôi đã sái xong rồi, thế là nay mai là tôi đem vào tôi phơi, để phơi 1-2 nắng gì đấy, xong rồi tôi tiếp tục là tôi cho vào tôi sao rồi tôi ngâm một cái phương thuốc chữa cho những cánh mày râu là thích quan hệ mà nó không được mỹ mãn, các bạn nên dùng cái phương thuốc này. Cau thì rất là dễ, nhà nào cũng có thể trồng 1-2 cây, nhưng mà đi mùa mưa này thì rễ cau nó mới ra, thì các bạn ra các bạn cắt, đấy là gọi là rễ cau leo, nó là non tơ, thì để cho ta làm thuốc, vị thuốc
Thế thì các bạn xem đây, nhà tôi xung quanh nhà tôi là những cây thuốc đây đây. Cây là cây mát gan này. Còn các cái loại thuốc chung quanh ta đều là những cây thuốc cả quý, nhưng có cái là mình không biết, thì là mình chịu như cây lá xả này có tác dụng rất là nhiều tác dụng, vừa là bổ, vừa là chống muỗi, vừa là chống cả COVID. Đấy, các bạn xem, còn cây ớt này, cây các cái cây nói chung là những cái dược liệu ở vùng quê thì không bao giờ thiếu được, chỉ có cái là chúng ta không biết tận dụng, không biết cách làm thôi. Thì hôm nay các bạn xem video này, các bạn đăng ký xin chân thành cảm ơn nhé.